xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với video về cái cuộc thi khoa học kỹ thuật à, trong cái thời gian vừa rồi thì khi mà mình đăng một vài cái video về hướng dẫn khoa học kỹ thuật và cách viết rồi vân vân một số đề tài thì có rất là nhiều các thầy các cô cũng như là các bạn sinh viên học sinh à, của trung học đều liên lạc với mình và nhờ mình hướng dẫn tư vấn cũng như là chỉnh sửa cái đề tài khoa học kỹ thuật thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn một số những cái nội dung mà các bạn phải chú ý trong cái quá trình mà các bạn làm để làm thế nào để các bạn đạt giải trong cái cuộc thi khoa học kỹ thuật này à, thì ở cái video này nó sẽ đúc kết cho các bạn những cái vấn đề mà chúng ta hay gặp phải làm thế nào để chúng ta có thể đạt giải thì cái đầu tiên là chúng ta đều biết rằng là để thành công thì chúng ta luôn luôn cần đó là một cái phần trăm của may mắn. Mặc dù phần trăm này nó rất là ít nhưng tuy nhiên ở đây thì nó tương đối là sẽ quyết định cái đề tài của các bạn. Tại sao mình lại đưa ra cái tỷ lệ thành công là đề tài 99% và mặt phần trăm may mắn? Tại vì ở đây thì cái trong cái 99% này những bạn nào mà đi thi thì các bạn đều gặp những cái vấn đề nó liên quan nó hơi ngược, nó chưa hẳn là thuần khoa học những cái vấn đề đấy bên ngoài đấy thì mình không muốn trình bày nhiều ở đây. À, chắc chắn là các bạn sẽ gặp và các bạn cũng đã hỏi mình gọi cho mình bức xúc nọ bức xúc kia vân vân. nhưng thôi cái đấy chúng ta bỏ qua. không chúng ta chỉ tập trung vào cái đề tài làm nào để chúng ta đạt được 99% trong cái đề tài tức là chúng ta phải hoàn thiện cái đề tài nó tốt nhất. và ở đây thì mình có liệt kê ra một số những cái để chúng ta chú ý. Thứ nhất là làm thế nào để đạt giải cao Thì để đạt được giải chiến thắng được trong cái cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trò phổ thông ở đây ấy, Thì các bạn cần chú ý đến một số những cái yếu tố quan trọng như thế này Thứ nhất là dự án phù hợp và thú vị Vậy để làm thế nào để quan thực hiện được một cái dự án nó gọi là vừa thú vị lại vừa phù hợp Nó rất là khó đúng không ạ Để lựa chọn được cái đề tài mà những cái bạn học sinh bạn đam mê và quan tâm đến đồng thời thì nó lại phải đảm bảo rằng là nó phù hợp với lại cái lĩnh vực cạnh tranh của cuộc thi một đề tài hấp dẫn ở đây thì sẽ giúp bạn nhiệt tình trong nghiên cứu và trình bày dự án của mình một cách tốt hơn à, mình đã tiếp xúc rất nhiều với các bạn học sinh các bạn ấy trình bày cho mình nghe thì những bạn nào mà À, có đam mê về nghiên cứu và những cái lĩnh vực mà các bạn ấy tự bản thân các bạn ấy đưa ra ấy, thì khi mà các bạn ấy trình bày thì các bạn ấy độ tự tin của các bạn rất là cao và nó phù hợp với lại lứa tuổi thì nó sẽ làm cho cái quá trình là thuyết trình và trả lời câu hỏi của các bạn ấy rất tốt cho nên là ở đây thì chúng ta cần một cái dự án phù hợp với lại à, học sinh ví dụ học sinh cấp 2, trung học tiểu học thì cần cái gì À, học sinh cho học phổ thông À cho học cơ sở thì cần làm những cái gì Thực hiện những cái gì Và các bạn cũng có thể là nhờ những cái nhà chuyên gia Rồi còn các bạn có thể là thuê những cái Kết quả thí nghiệm Để cho các bạn đưa vào cái đề tài Cho nó phù hợp Nhưng cái cơ bản ở đây đó là Cái ý tưởng của các bạn Các bạn làm và các bạn trình bày nó như nào Rồi với học sinh cấp 3 cũng tương tự như vậy à, Những cái năm vừa rồi các bạn gặp thấy rất nhiều những Trường hợp bảo đề tài này nó vượt quá Sức của các bạn nhưng tuy nhiên thì ở trong cái đề tài thực hiện cái đề tài nghiên cứu cho học sinh trung học ở đây thì hoàn toàn là các bạn có thể thuê những cái trung tâm nghiên cứu thuê những cái uh, phòng thí nghiệm thực hiện những cái thí nghiệm mà các bạn cho là cần thiết để các bạn đánh giá thông qua đó các bạn đánh giá cho nên ở đây là hoàn toàn là mình thấy là phù hợp nhưng tuy nhiên là các bạn hiểu nó được đến đâu và các bạn trình bày nó được đến đâu mới là cái quán vấn đề do vậy thì thường thì khi mình tiến hành một cái đề tài hay một tư vấn một cái đề tài cho các bạn ở trong những cái đối tượng thì có hai đối tượng là cơ sở với lại phổ thông ấy thì mình sẽ lựa chọn những cái đề tài nó phù hợp với lại các bạn cho các bạn và tư vấn những cái phần mà nó cần thiết hay là nó phù hợp với lứa tuổi các bạn và phần kiến thức của các bạn để các bạn thực hiện. Cho nên là cái việc đầu tiên các bạn chú ý là lựa chọn những cái đề tài nó phù hợp. Thứ hai đó là cái kế hoạch thực hiện và về cái thời xây dựng về cái thời gian làm việc thì chúng ta đều biết là năm nào cũng sẽ có là tháng 10 hoặc tháng 11 tùy từng tỉnh chúng ta sẽ có một cái cuộc thi này do vậy chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch làm việc cụ thể và tuân thủ nó à, có những cái đề tài mình đã hướng dẫn cho các bạn mình xác định từ đầu tức là mình xác định từ đầu năm mình đã bảo là năm nay làm cái này thì các bạn tiến hành đi tại vì những cái đề tài nó có thể là cần cái thời gian nghiên cứu nó dài nó không phải là một ngày hai ngày và có những cái đề tài mình yêu cầu các bạn ấy theo dõi đến thời gian tính bằng tháng cơ một tháng cứ sau độ khoảng một hai tuần thì lại ghi lại kết quả cho nên là nó rất là dài thì ở đây chúng ta phải xây dựng một cái kế hoạch làm việc cụ thể nó điều này nó giúp cho các bạn là chia cái thời gian hiệu quả giữa cái việc nghiên cứu thử nghiệm và cái viết báo cáo phải đảm bảo rằng là gì ạ, bạn đủ cái thời gian để các bạn thử nghiệm và nghiên cứu. Cái thời gian này tương đối là dài, tương đối là dài. Còn cái việc mà viết báo cáo và chỉnh sửa báo cáo thì thông thường với những người mà mới viết thì cách viết của họ rất là ngây ngô ngay cả uh, giáo viên cấp 2 hoặc cấp 3 các bạn viết mình cũng thấy đọc qua mình cũng thấy cũng chưa uh, có sâu sắc, cho nên là cái thời gian viết thì cũng phải để dành thời gian ra. Đấy. Uh, cho nên là ở đây là chúng ta thường ở trong cái đề tài mình luôn luôn phải đưa ra một cái kế hoạch cho các bạn đi làm việc. Chẳng hạn như là tháng 10 chúng ta thi thì tất cả mọi thứ chúng ta phải xong từ tháng 9. Tháng... cuối tháng 9 là chúng ta phải xong rồi. Đấy, xong đó thì chúng ta còn cái thời gian là chuẩn bị poster rồi hướng dẫn cho các bạn báo cáo rồi cách trả lời vân vân Rất là nhiều thứ sau khi mà chúng ta xong cho nên là nó phải có một kế hoạch chứ không phải các bạn tháng 10 các bạn nhận được công văn của sở của phòng về cái thi khoa học kỹ thuật sau đó các bạn uh, tự đưa ra một cái đề tài và các bạn làm trong một tháng rồi các bạn đi thi như vậy các bạn vừa thi vừa viết các bạn vừa làm vừa viết trong vòng một tháng thì mình nghĩ là cái thời gian đấy nó không kịp cho tất cả mọi người để làm một cái đề tài nghiên cứu khoa học để dự thi và nếu mà có làm được thì mình cũng nghĩ là không có Uh, sâu sắc lắm và cái thời đạt giải cao thì chắc chắn là cũng không có. Cái vấn đề thứ ba mà các bạn cần chú ý đó là cái nghiên cứu. Nghiên cứu ở đây thì mình phải đưa ra đó là nghiên cứu các bạn nghiên cứu phải cẩn thận. Tức là gì? Tức là trong cái quá trình nghiên cứu các bạn phải thu thập dữ liệu và thông tin từ những cái nguồn đáng tin cậy rồi những cái thí nghiệm của các bạn thì nên sử dụng những cái phương pháp nghiên cứu khoa học đúng để đảm bảo tính chính xác của cái dự án các bạn tham gia. Ờ, ở trong cái đề tài mình đọc của các bạn ấy thì có rất nhiều đề tài mình thấy đánh giá là rất là hay, cái ý tưởng rất là hay. Nhưng mà cái cách viết của các bạn rồi cái cách các bạn xây dựng cái thí nghiệm nó không được chính xác. Ví dụ các bạn tạo ra được sản phẩm thì các bạn lại không thử nghiệm cái sản phẩm đấy. Đấy, nó chỉ gọi là tạo ra thôi, các bạn chưa thử nghiệm. Bây giờ chúng ta phải có cái đánh giá là uh, những cái nguyên liệu chúng ta tốt rồi, chúng ta tạo ra sản phẩm rồi thì cái sản phẩm của các bạn có hiệu quả hay không. Nếu mà chẳng hạn áp dụng đối với người chữa bệnh nọ bệnh kia thì liệu nó có cái thí nghiệm nào nó chứng minh được rằng là chữa không ạ? À? Rồi mình gặp chẳng hạn như các bạn tạo ra gọi là cái hương đuổi muỗi chẳng hạn. Nhưng mà các bạn lại không có đánh giá rằng là khi các bạn tạo ra hương rồi, các bạn bảo là em ngửi nó rất là thơm nhưng các bạn không có cái Đánh giá nào hay cái thí nghiệm nào chứng minh rằng là cái hương đấy nó đốt lên nó đuổi mũi được Đấy ví dụ như vậy Cho nên là ở đây là cái nghiên cứu của các bạn là cần phải phù hợp Và ở đây là các bạn phải chú ý đến cái nghiên cứu đó, cái thí nghiệm đó à, Cái điều tiếp theo nữa là gì ạ? Đó là phân tích và trình bày kết quả Cái việc phân tích và trình bày kết quả nó không phải là đơn giản Các bạn chỉ đưa ra mấy cái hình ảnh các bạn đang tiến hành làm đâu ạ Mà ở đây là các bạn phải có số liệu cụ thể các bạn phải là gì ạ chú trọng đến việc phân tích dữ liệu và kết quả một cách chi tiết và có logic ở đây thì các bạn phải lượng hóa nó tức là các bạn phải sử dụng các biểu đồ đồ thị hình ảnh rồi số liệu của các bạn trong cái dự án đấy để các bạn thể hiện cái kết quả và cách trình bày này ở đây thì các bạn chú ý là phải trình đầy là rõ ràng và dễ hiểu mình đọc những cái đề tài mà các bạn tự viết ý, thì các bạn mình thấy một điều là trong cái quá trình mà các bạn viết cái phần Kết quả ấy thì thường các bạn chỉ đưa ra cái hình ảnh thôi. Ví dụ như là em đang tiến hành làm cái này, em đang tiến hành làm cái kia chứ không phải là đưa ra số liệu. Em tiến hành làm thì bây giờ cái kết quả của em tiến hành nó là cái gì? phải lượng hóa nó. Ví dụ như là em nuôi cái con ruồi eh, lính đen ấy thì em nuôi đấy thì em nuôi 100 con thì kết quả nó lên được bao nhiêu? 100 hay là 120 hay là 200? hay là nó chết đi sau bao nhiêu thời gian thì bây giờ mình chụp cái hình ảnh em đang cho con ruồi nó ăn chẳng hạn thì em phải có cái kết quả đấy đấy thế nên là ở đây cái kết quả các bạn cần phải phân tích và lượng hóa nó tức là các bạn phải đưa ra những cái bảng biểu số liệu cụ thể để chứng minh rằng là cái thí nghiệm của các bạn nó là gì ạ nó là tốt nó là ok bên cạnh đó thì các bạn cũng khi mà kết quả viết về kết quả thì các bạn cũng phải tham khảo những cái tài liệu mà người ta đã công bố trước đây ví dụ như là các bạn bảo là con dừa lính đen nó tốt cho cái việc là phân giải hay là ủ tạo phân vi sinh hay là thu lại cái phân của nó vân vân hoặc là con giun ấy, giun quế chẳng hạn thu lại tốt thì các bạn phải chứng minh rằng là gì ạ? Những cái nghiên cứu trước đây nó cũng đã làm rồi, nó cũng thu thập rồi của mình nó hơn của họ cái gì hay là mình đang thiếu họ cái gì hay mình phát triển kết quả họ cái gì tức là có cái tài liệu tham khảo trong việc phân tích cho nên cái phần kết quả này thường Ờ, họ đưa ra là cái kết quả nghiên cứu và thảo luận là vì thế thì các bạn phải có phần thảo luận đấy các bạn phải đánh giá nhận định nó so sánh nó với lại các nghiên cứu trước đây đấy đúng chưa ạ và một cái một cái đặc điểm tiếp theo nữa hay một cái chú ý tiếp theo nữa mà các bạn phải cần quan tâm đó là gì đó là cái tính sáng tạo độc đáo ở trong cái nghiên cứu về các dự án thi khoa học kỹ thuật này, này thì người ta luôn luôn có thêm phải đánh giá thêm một cái nữa là tính mới tính sáng tạo và độc đáo các bạn phải thêm những cái yếu tố sáng tạo và độc đáo vào dự án các bạn phải làm nổi bật cái yếu tố này lên đúng không ạ tính mới tính sáng tạo tính độc đáo các bạn làm thế nào để thấy rằng là gì ạ cái đề tài của các bạn là mới chưa ai làm rồi các bạn phải thể hiện nó ở trong khi mà các bạn trình bày trong cái bản poster trong cái bản báo cáo của các bạn ấy và các bạn phải nói được để ban giám khảo người ta thấy rằng à cái đề tài nó rất là hay nó mới nó độc đáo thì các bạn mới thu hút được cái sự chú ý của ban giám khảo và gì ạ làm cho cái đề tài của các bạn nó hay cái này là cái mà các bạn chú ý có rất là nhiều những cái dự án à, mình thấy làm lại so với những cái dự án khác thì thường mình bảo những cái dự án thế thì không nên mà các bạn phải tự vẽ ra đối với mình thì khi mình hướng dẫn những cái đề tài thì nói thật là từ lúc mình làm đến giờ thì mình chưa có cái đề tài nào mình lặp lại năm nay chẳng hạn mình hướng dẫn cái đề tài ở thái nguyên làm về cái này thì sang năm ở thái nguyên mình hướng dẫn không bao giờ mình làm lại cái đấy ví dụ mình tạo ra cái cao chiết để sử dụng nó trong cái việc là uh, hỗ trợ cho việc điều trị chẳng hạn như là uh, tắm chẳng hạn thì sang năm mình sẽ không làm cái đấy nữa mình chuyển sang cái khác đấy năm nay mình hướng dẫn sử dụng cái công nghệ nano để tạo ức chế vi sinh vật trong cái việc là tạo xà phòng hay gì đấy thì sang năm mình sẽ chắc chắn mình sẽ không bao giờ mình làm lại cái đề tài đấy nữa và mình phải thay đổi nó đi tại sao tại vì trước đây mình đã gặp cái trường hợp là các bạn ấy thi và sang năm các bạn ấy làm tiếp cái đề tài như thế và đương nhiên là mình cũng đã góp ý rồi mình bảo là nếu mà làm lại như thế thì em không có cái gì mới cả và nó không có cái gì mới thì tất nhiên là người ta sẽ đánh không tốt thôi tại vì năm ngoái thi năm nay lại tiếp tục thi như thế nữa thì nó không ổn thế nên mình bảo luôn là cái này thì không nên nhưng mà các bạn ấy cố tình các bạn cho đi thi đi thi thì tất nhiên là giải thì nó không cao cũng được gọi là giải khuyến khích còn những năm trước các bạn được giải hai giải nhất cơ đấy thế nên là ở đây thì các bạn chú ý là cái tính mới tính sáng tạo và tính độc đáo một cái chú ý nữa mà các bạn phải quan tâm đó là cái kiến thức về chuyên sâu tức là ở đây thì cái đề tài của bạn nó là một cái lĩnh vực nào đấy nhất định thì các bạn phải tìm hiểu về cái lĩnh vực các bạn à, nghiên cứu các bạn phải đọc rất nhiều những cái tài liệu tham khảo các bạn phải học rất nhiều về cái đề tài của các bạn những cái vấn đề nó liên quan tất cả những cái từ cơ bản đến những cái nâng cao cái kiến thức xung quanh những cái các bạn làm nó đều phải có. Ví dụ các bạn phân tích một cái trình uh, phân tích một cái thành phần tinh dầu chẳng hạn. Thì các bạn phải hiểu rằng là gì ạ? Trong cái lĩnh vực tinh dầu đấy thì những cái cây khác hay là những cái cây đấy mà người ta đã làm rồi nó khác gì so với các bạn không? Thành phần nào là tốt. Rồi các bạn sử dụng được cái uh, thành phần nào trong cái tinh dầu đấy để cho cái nghiên cứu của các bạn nếu mà tốt hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng các phương pháp uh, sắc ký hoặc là chết phân đoạn để các bạn tách những cái thành phần đấy ra. Mục đích là để chúng ta sử dụng nó trong các gì ạ? Trong các sản phẩm. Đấy. Cho nên là ở đây thì nó không phải đơn giản là những cái chung chung đâu. Các bạn phải chú ý ở đây đó là một cái đề tài dự án thì cái phần kiến thức nó rất là sâu và rộng. Và thường thì ở trong mỗi một cái đề tài này mình thấy là khi các bạn làm các bạn viết ý, cái phần tham khảo tài liệu tham khảo của các bạn nó rất là đơn giản đơn sơ thường thì các bạn lấy một số cái trang web ở trên mạng các bạn đưa vào cái tài liệu tham khảo ví dụ như là những cái trang báo phổ thông những cái trang nó không đáng tin cậy ví dụ như wikipedia thì ở đây mình cũng nói luôn là những cái kiến thức chuyên sâu thì nó không có ở trên những trang đấy đâu ạ mà nó phải là ở trong những cái gì ạ, trong những cái bài báo về khoa học ở trang web khoa học thì các bạn phải tìm đấy hoặc là ở trong những cái sách, những cái đề tài thông thường thì với mình thì mình khi viết một cái đề tài và sửa cho các bạn ấy thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ cái tài liệu tham khảo của mình không bao giờ có tài liệu tham khảo xuất hiện ví dụ như là từ cái trang dân trí hoặc Việt Nam Net vân vân mình không bao giờ mình sử dụng mình có dùng cái nội tài, tài tài nội dung của nó ở đấy thì mình cũng phải tìm những cái bài báo nó liên quan để mình đọc và mình trích dẫn lại chứ không bao giờ mình trích dẫn từ những cái bài báo và tạp chí hoặc là những trang web nó không đúng với lại chuyên ngành, không có độ uy tín cao trong cái khoa học thì cái này cũng là một cái mà các bạn cần phải quan tâm. Cái chú ý tiếp theo mà các bạn cần phải uh, quan tâm đến đó là cái làm việc nhóm. Thông thường thì một cái nghiên cứu một dự án thì không phải là một người đâu mà phải là rất là nhiều người. Những cái dự án mà họ đem đi thi quốc gia hoặc là ở giải cao có giải cao thì thường nó sẽ phải là nhiều người. Thông thường chúng ta thường chọn là hai người, hai học sinh. Hai học sinh ở đây thì thường chúng ta chọn là những cái học sinh những học sinh này là những học sinh mà các bạn cho là tốt nhất thực ra thì mình bao giờ lúc mình chọn lựa ban đầu ấy, thì mình cũng phải chú ý đến phần chọn học sinh những đứa nào nó giỏi nó nói được thì là tốt còn nếu mà nó không giỏi nó không nói được thì các bạn phải chọn dần xuống Tức nghĩa là các bạn bao giờ cũng phải là thứ nhất nó làm được việc thứ hai nó tư duy được thứ ba nó nói được tức là nó trình bày được những học sinh đấy là những học sinh mà các bạn cần phải chọn Đến khi mà các bạn gặp được những cái đứa như thế thì các bạn không có ngại gì việc đầu tư cả Các bạn sẵn sàng làm việc đầu tư với lại các em ấy Cho nó để nó thi Giải nó không cao nhưng nó thích là được Đấy Thì ở đây cái việc làm việc nhóm này là rất là cần Ở đây mình ghi là nếu cần nhưng mà thực ra mình nghĩ là cần Đấy Nên làm việc theo nhóm Thì khi nên làm việc theo nhóm ở đây thì tạo ra một cái môi trường làm việc nhóm làm sao cho nó hiệu quả và tích cực trong khi gọi là đã làm việc nhóm ấy thì các bạn chú ý điều như này